Bài 3.3. Tại ba đỉnh của một tam giác đều, người ta đặt ba điện tích giống nhau, Q1 bằng Q2 bằng Q3 bằng Q bằng 6 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb. Hỏi phải đặt điện tích thứ tư là Q0 tại đâu, có giá trị bằng bao nhiêu để hệ thống này đứng yên căng bằng. Đấy. Thế thì bây giờ nó đến 4 điện tích rồi. Cái bài số 1 thì chúng ta làm chỉ có 3 điện tích thôi. Bây giờ 4 điện tích, và thứ hai là nó nằm trên một cái tam giác chứ không phải nằm trên một đường thẳng nữa. Đấy. Rồi, thế thì để làm cái bài này chúng ta đầu tiên phải vẽ cái hình ra cái đã. Đúng chưa? Vẽ hình ra đã. Đấy. Ba điện tích này là ba điện tích giống nhau và ba điện tích dương đặt tại ba đỉnh của một tam giác đều. Đấy, chúng ta có cái tam giác đều. Đây. Tam giác đều vẽ to ra một tí cho nó dễ quan sát. Đây, thì đây có tam giác đều như này. Đó, ABC. Rồi chúng ta có ba điện tích Q dương, Q1, Q2 và Q3. Rồi, thì bây giờ phải đặt cái điện tích ở đâu để cho cái lực tác dụng lên cái điện tích Q0 này sẽ là căng bằng. Rồi, thế thì ta có này, cái điều kiện mà để chúng ta cứ sử dụng điều kiện tổng quát thôi các em. Điều kiện để Q0 nằm căng bằng. Ta xét cái Q0 trước nha. Được không? Nằm căng bằng. À không, chúng ta xét cái Q, đây là người ta bảo là cả cái hệ này đứng yên luôn. Được chưa? Cả hệ đứng yên. Thế thì thầy xét cho cái điện tích một trong ba cái điện tích này đi ha. Đấy, điều kiện để mà cái Q3 đi. Đấy, Q3 hay Q2 thì vẽ như thế này thì thầy phải xích ra một tí kìa. Thôi được rồi, Q2 đi. Thầy xét Q2 nhé. Vì ba cái nó giống nhau mà các em thích xét cái nào cũng được nhé. Rồi, điều kiện này. Bây giờ thầy sẽ xét cái điều kiện 1 2 ba cái hệt giống hệt nhau cho nên là chúng ta xét cái điện tích nào cũng được. Điều kiện để Q2. Thầy xét điện tích Q2 nhé. Đấy, nằm căng bằng. Điều kiện để Q2 nằm căng bằng là gì? Đó là F1 này tác dụng lên 2 này cộng với điện tích Q3 tác dụng lên 2 này và điện tích Q0 tác dụng lên 2 là phải bằng 0. Đúng chưa? Hợp lực của ba cái điện tích kia tác dụng lên điện tích Q2 là phải bằng 0. Đó, rồi. Thế thì cái Q0 này nằm ở đâu chúng ta chưa biết, nhưng mà hai cái này là biết rồi này. F1 2 và F3 2 là biết rồi. Đó, đây, F1 2. Một mà đẩy hai thì sẽ đẩy xuống đây. Vì hai điện tích dương mà, đúng chưa? Rồi, tương tự như vậy. Hai mà đẩy ba mà đẩy hai thì sẽ đẩy qua đây. Đó, đẩy hai cái vector lực này là lệch với nhau một góc 60 độ, đúng chưa? Vì cái góc góc của tam giác đều mà là 60 độ. Và độ lớn thì bằng nhau nha các em, độ lớn hai cái F32 và F12 này là bằng nhau này. Vì nó cùng độ lớn điện tích và cùng khoảng cách là A luôn, được chưa? Rồi. Thế thì hợp lực của hai lực này nó sẽ có phương như thế nào? Cái phương của hợp lực chính là cái đường phân giác của góc này luôn. Vì hai lực bằng nhau mà, đúng không? Đấy, có nghĩa là nó nằm trên cái phương của đường phân giác của cái góc 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 B đấy, của tam giác ABC đó. Rồi, theo quy tắc hình bình thành thì chúng ta xác định ra cái lực mà tác hợp lực của F12 và F32. Đấy, thì dùng cái màu khác đi, màu xanh đi ha, em phân biệt được đó. Đó, thì cái lực này thì gọi là F12, xin lỗi, F13 là 1 với 3 tác dụng lên, à không, cái ghi F13 thì nó lại trùng với F1 tác dụng với F3. Chúng ta ghi là lực lực F đi ha, F132 đi ha, thì ghi là lực F đi. Ok, lực F nhé. Đó, lực F. Rồi, đặt cái này là F nè. Đấy, thì cộng với F02 thì phải bằng 0. À, có nghĩa là gì? Hai cái lực này cộng lại bằng 0, nghĩa là hai lực này phải là hai lực căng bằng, đúng chưa? Đây, hai lực căng bằng có nghĩa là cái F phải là cùng phương ngược chiều với F02. Đấy, và độ lớn của lực F phải bằng độ lớn của lực F02. Đấy, cùng phương ngược chiều có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái lực mà Q0 nó tác dụng lên Q2 nó phải nằm cùng phương, nằm trên cái đường phân giác này, và cái hướng của nó là hướng ngược lại thôi. Đấy, hướng ngược lại. Như vậy suy ra cái điện tích Q0 là phải nằm trên cái đường này, cái đường phân giác này. Được chưa?
Đó, quy không là phải nằm trên đường phân giác này. Rồi. Đấy. Như vậy là chúng ta có cái xác định được cái lực F. Đây là F02 rồi, đúng chưa? Tức là Q0 tác dụng lên diện tích Q2. Đó. Rồi, tương tự như vậy, nếu như ta xét cái điều kiện cân bằng của Q3 và Q1 á thì nó cũng sẽ ra là cái lực mà Q0 tác dụng lên Q1 á nó cũng phải nằm trên cái đường phân giác này. Đúng không em? Và lực Q0 tác dụng lên Q3 để Q3 cân bằng thì nó cũng phải nằm trên đường phân giác. Như vậy có nghĩa là Q0 nó phải nằm trên ba giao điểm của ba cái đường này. Đấy, và chính xác ta suy ra được là Q0 nó phải nằm ngay ở giữa này, gọi là cái tâm của tam giác ABC này. Được chưa? Đó, Q0 sẽ nằm ở đây. Tại vì ba cái điện tích Q1, Q2, Q3 là nó giống hệt như nhau và nằm ở ba đỉnh của tam giác đều, thì khi ta xét cho Q2 thì tương tự như xét cho Q1 thôi, và tương tự xét cho Q3 thì ta cũng sẽ suy ra được cái lực tác dụng lên Q0 mà tác dụng lên Q1 và Q3 nó cũng sẽ nằm theo cái hướng là từ ngoài vào và nằm trên cái đường phân giác này. Đúng chưa? Đấy, nó sẽ nằm như thế này. Đó, và lúc đó ta suy ra được cái Q0 chính là nằm tại cái giao điểm của ba cái đường phân giác này, hay là nằm tại, ta gọi là G ha, tại điểm G, trọng tâm của tam giác ABC. Được chưa? Đấy. Rồi, chỗ này thì ta suy ra được là cái lực F02 là phải nằm trên cái phương, nằm trên cái phương của AG, à BG, tức là cái phân giác của góc B. Đấy, đường phân giác của góc B. Đó, và ta xét tương tự cho Q1 và Q2. Xét tương tự cho Q1 và Q3 ha, và Q3 nằm cân bằng. Chúng ta chỉ cần những cái bài mà nó đối xứng á, thì các em chỉ cần xét một điện tích thôi và chúng ta nói là tương tự như thế, chứ chúng ta không cần phải đi làm lại ba lần như vậy cho mất thời gian, các em hình dung không? Đấy, cho điện tích Q1 và Q3 nằm cân bằng thì cái suy ra cái lực là F01 và F03, tức là lực Q0 tác dụng lên Q1 và Q3 đó cũng phải nằm trên cái phương giá của nó đó. Đấy, là nằm trên cái phương của, nằm trên cái giá chúng ta, hay là chúng ta gọi là nằm trên đường luôn đây ha, chứ còn nằm trên phương, phương là rồi, ok cũng được, nằm trên đường phân giác của góc A và góc B. Đấy, nằm trên đường phân giác của góc A và góc và C, xin lỗi, góc C. Đó, thế thì ta suy ra cái Q0 chính là nằm tại giao điểm của ba cái đường phân giác. Đấy, giao điểm của ba đường phân giác, mà giao điểm của ba đường phân giác chính là cái trọng tâm G. Đấy, tâm người ta gọi là tâm của tam giác đó, hay chúng ta nói là trọng tâm G. Đấy, nằm tại trọng tâm G của tam giác. Đó, tam giác ABC. Rồi, như vậy chúng ta đã xác định được cái vị trí của Q0. Được chưa? Đấy. Và họ hỏi là có giá trị bằng bao nhiêu? À, giá trị bằng bao nhiêu nữa? Dạ, thế thì chúng ta phải dùng cái điều kiện là cân bằng của một cái thôi là được rồi. Là ví dụ như là Q0 tác dụng lên Q2 thì bằng Q2 tác dụng lên Q0. Được chưa? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ xác định được cái cạnh là BG. Theo cái hình vẽ thì chúng ta thấy là nếu như cái B này thầy gọi là BM đi, là đường phân giác, cũng vừa là đường trung tuyến và vừa là đường cao luôn, đúng không? Đấy, thì cái BG nó sẽ bằng 2/3 của là BM. Đúng không? Đấy, 2/3 của đường BM. Như vậy chúng ta có, mà BM là đường cao thì nó chính là bằng A căn 3 chia 2. Đấy, chúng ta nhân với 2/3 thì nó sẽ ra là bằng A chia cho căn 3, đúng không? A chia cho căn 3. Còn cái góc này, đấy, chúng ta chỉ cần tính BM thôi, tính góc đó là chi đâu, đúng không? Tính khoảng cách này là xong rồi. Đấy, rồi giờ ta đi tính độ lớn của điện tích Q0 nè. Ta đi tính Q0. Đấy, tính Q0 thì chúng ta có là F, từ cái điều kiện là F02 thì phải bằng là F, phải bằng F. Đấy, như vậy ta tính F trước à, ta tính F trước cái đã, được không? Đấy, mà F nè
F thì các em thấy nó chính là bằng hợp lực của F32 và F12. Và cái góc này là 60 độ. Góc 60 độ thì góc alpha chia 2 này sẽ bằng là 30 độ. Đúng chưa? Thì F sẽ bằng 2 lần F là 12 nhân với cos của 30 độ. Đấy, chúng ta thì tính gộp vào luôn nha. Tại vì cái bài này chúng ta đã tính ở cái phần hợp lực rồi, cái bài toán số 2 đó. Các bạn nào mà chưa nắm rõ cái bài toán số 2 thì xem lại cái video của bài toán số 2, bài toán mà tính những cái hợp lực hợp với nhau một góc alpha này. Được chưa? Thì chỗ này thầy gần làm gộp vào luôn. Đấy, 2 nè. F12 tức là bằng KQ bình phương chia cho A bình phương. Đấy, cos 30 độ là bằng căn 3/2. Chỗ này chúng ta rút gọn số 2 đi thì nó sẽ là KQ bình phương nhân với căn 3 và chia cho A bình phương. Đấy. Cái F02 thì bằng là KQ0 Q2 chia cho lại là BG bình phương. Đó, thay vào thì nó sẽ là KQ0 Q2 chia cho A bình phương chia cho 3. Thầy đưa số 3 lên trên luôn nhé. Đưa số 3 lên trên luôn. Đó. Rồi, thế thì từ hai cái này chúng ta sẽ suy ra được là KQ bình phương nhân với căn 3 chia cho A bình phương thì nó sẽ bằng KQ0 Q2 chia cho A bình phương và nhân với 3. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ rút gọn K, rút gọn A bình, rút gọn chỗ này Q2 là bằng Q nhé, Q2 là bằng Q, các em bỏ số 2 luôn đi. Q2, Q1, Q2, Q3 đều là bằng Q. Rút gọn luôn. Một cái Q bên này với một cái Q ở đây, dấu bình phương này, được chưa? Đó, thì từ đây chúng ta suy ra được là cái Q0 của chúng ta sẽ bằng là Q căn 3 chia 3. Đúng không nào? Q căn 3 chia 3. À, chúng ta thay số vào luôn. Q đề bài người ta cho là bằng 6 nhân 10 mũ trừ 7. Đấy, căn 3 chia 3. Rồi, chúng ta có thể bấm máy tính ra. Chúng ta bấm máy tính. Thì nó sẽ bằng là 3,464 nhân 10 mũ trừ 7. Đúng chưa? 3,464 nhân 10 mũ trừ 7 cu lông. Đấy. Và cái dấu thì sao? Các em nhìn trên hình vẽ. Cái dấu vì cái điện tích Q2 là điện tích dương mà cái Q0 nó hút cái điện tích Q2, cái lực mà Q2, Q0 tác dụng lên Q2 là hướng về nhìn về phía bên này, về phía Q0. Cho nên ta suy ra cái điện tích Q0 của chúng ta phải là mang điện tích âm. Được chưa? Mang điện tích âm. Đấy, Q0 phải bé hơn 0 thì nó mới hút cái Q2. Được chưa? Còn cái Q1 và Q3 là nó đã đẩy Q2 về phía bên này rồi, vì nó cùng nó dương mà. Đấy. Và vì là cái Q0 á là mang điện tích âm, cho nên là chúng ta sẽ có là Q0 sẽ bằng là -3,464 nhân 10 mũ trừ 7 coulomb. Đấy. Tức là bài người ta cho ba cái điện tích dương đặt ở ba đỉnh của tam giác đều các em. Còn nếu như các em chú ý là nếu như mà cái Q mà nó âm á, tức là các điện tích mà đặt tại đỉnh của tam giác đều mà âm á, thì chúng ta sẽ suy được cái Q0 này nè, nó sẽ là dương nha các em. Thì lúc đó nó mới cân bằng.